Vâng xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của dân Trịnh ạ, chuyên hàng bãi Hàn Nhật Mỹ Đức ạ. Lại là em đây. Các bác đi qua kênh thì cho em dân xin một like, một đăng ký kênh để em có thể có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều mặt hàng sản phẩm mới để phục vụ tới quý cô bác, anh chị và các bạn những mặt hàng tốt nhất, sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất các bác nhé. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một số mặt hàng kim khí bên em ạ. Đấy, đầu tiên thì em xin giới thiệu với các bác là uh, mẫu uh, mẫu kính hàn thì các bác nhé, mẫu kính hàn đây, mẫu kính hàn này bên em mới về này, đấy cũng về lâu lâu rồi nhưng mà cũng nói nhầm là mới về, đấy mẫu kính hàn này các bác nhìn thấy chất xanh của nó này, đấy chắn tiêu uv và tia cực tím rất tốt nhé, đấy cái mẫu này thì thương hiệu của nó là thương hiệu capusi nhé, capusi hộp đựng này rất là sang trọng luôn này, hộp đựng rất là sang trọng luôn, đấy chúng ta có thể bảo quản kính ở trong này, đấy rất là tốt mà không sợ mà bảo là quên hay là rơi vỡ gì cả Đấy. Trong này nó có cả một cái dây cho chúng ta. Cái dây này thì có tác dụng là để mà chúng ta lúc mà làm những cái việc cố định thì là nó có thể giữ được cho cái mặt nạ hàn này nó cố định vào mắt chúng ta mà không sợ bị rơi tuột nhé. Đấy. Thì cả một hộp của nó thì là nó như này đây. Cả một hộp nó thì như thế này. Đấy. Cả một hộp nó như này. Đấy. Còn đây em đã bóc ra cho các bác xem rồi. Đấy, một hộp nữa đây đấy, lúc chúng ta mở ra nó, nó sẽ có một hộp như này đây. Đấy. đấy thì sản phẩm này bên em đang bán với giá là 200.000 đồng thôi 200.000 đồng đấy, rất là xịn xò luôn cái bộ sản phẩm này đấy, tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác là cái uh, xịt dầu xịt dầu đấy, xịt uh, xịt dầu nhất nhé xịt dầu nhất này đây để em để cái biển đây đã đấy, cái này xịt dầu nhất này xịt nhất thải này xịt nhất lít xe ship nhíp uh, xe máy này đấy thì đây chúng ta đổ nhất uh, vào đây đổ nhất vào đây đấy, rồi chúng ta lắp cái này vào đấy. rồi chúng ta xịt đúng như kiểu cái xịt cây các bác nhé đúng như kiểu cái xịt cây ấy, thì là chúng ta có thể xịt nhớt 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 thải hoặc là cái gì cũng được dầu nhất các thứ để chúng ta có thể bôi trơn hoặc là để tra vào những cái vị trí mà chúng ta cần bôi trơn đấy thì cái sản phẩm uh, bình xịt dầu này thì bên em đang bán với giá là 45.000 đồng 45.000 đồng có nhé đấy. các bác đặt hàng thì liên hệ với em dân có số hotline của em là 0982 834 004 và 0915 402 977 đấy, em dân đến từ tiêu động Bình Lùng Hà Nam đấy, tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác là một mẫu, mẫu kéo cắt tôn nữa này bộ kéo có tôn này đấy nói chung là rất tốt nhé cắt rất tốt đấy không có tôn thì em xin cắt tạm để cái bìa này có cái, cái sắt này đây đây có cái sắt đây cái bìa này có cái sắt đây em cắt cho các bác xem cắt rất dễ nhé đấy, rất là nhẹ nhàng thôi đứt đôi luôn này đứt đôi luôn rồi đấy, thực ra là nó em không có tôn đây nhưng mà cắt thì thử thôi nhưng mà cắt rất tốt này. đấy rất cầm rất nhẹ tay này đấy rất sắc các có nhìn đấy hơi mờ nhỉ đấy, rất là tuyệt vời luôn đấy, cắt rất là tốt đấy, thì sản phẩm kéo cắt tôn này thì bên em đang bán với giá là 250.000 đồng một cái có nhé 250.000 đồng một cái các bác đặt hàng thì liên hệ với em dân có số hotline của em tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác là một mẫu kéo cắt ống nước đấy, cho các bác là này là làm điện nước này đấy đây thì cái kéo này thì Đấy, Sử dụng rất là sướng luôn các nghe tiếng nhé Mẫu kéo này thương hiệu của Capucci. Đấy, Chất thép của nó thì là chất thép K0089 Thương hiệu của nó nó có thương hiệu đàng hoàng nhé các bác nhé Có thương hiệu có thể kiểm tra mã vạch Và quét mã vạch các thứ rất là thoải mái luôn cho các bác Thì em kéo các ống nước này thì bên em đang bán với giá là 200.000 đồng các bác 200.000 đồng một em kéo các ống nước này Đấy. Thương hiệu Kabushi Đây Kabushi Java Rất là xịn sò luôn Một em kéo này chúng ta Đấy Kabushi Đấy Đây một em kéo đây ạ Thì em kéo này thì bên em đang bán với giá là 200.000 đồng các bác nhé Đấy Tiếp theo thì có cái em tay cờ lê ngoạm này đấy cờ lê ngoạm này thì nó có thể dùng đến được từ 17 đến 42 có nhé từ 17 đến 42 là cái đầu này còn từ đầu này từ từ 8 đến 17 nhé từ ốc 8 đến ốc 17 đấy rất là xịn xò luôn một cái tay đa năng này rất là đa năng luôn đấy hàng này rất là đẹp các nhé mẫu này thì cũng rất là tuyệt vời Đấy, một cái tay đa nhân năng nó như mồm như kiểu là màu quạ này có thể gặm được rất to nhỉ Đấy, chúng ta có thể gặm được đến ông 42 hai luôn Đấy. con này thì thì, thì 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 hàng cũng về lâu rồi nhưng mà lâu lắm mà em không bán cái này để em xem, xem cái bộ này bộ đôi này của nó thì là 120 trăm hai mươi bộ đôi này của nó thì à một trăm năm mươi bộ 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 hai con này Đấy, còn cái bộ kia thì em Để tí nữa em xem lại giá rồi em báo với các bác Đấy còn em đôi này Cũng là mồm uh, như thế Từ uh, cũng Rất là xịn xò luôn Con này cũng phải đến nữa. Con này 34 34 đến uh, 17 Và một cái chiều kia bé hơn Đấy thì con này 150 000 một bộ Hai con này với. Đấy tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác là kìm ép cốt này kìm ép cốt này kìm ép cốt này thì em mang bán với giá là 200.000 đồng có nhé 200.000 đồng tay quê uh, kì, 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 kìm kìm hàn này kìm hàn này con này kìm hàn này. em xin giới thiệu các bác mẫu kìm hàn này nhé kìm hàn này thì uh, nó rất là đa năng luôn này trong này thì chúng ta đấu như kìm hàn bình thường luôn Đấy, rất là chắc nhé có thương hiệu nhé thương hiệu Kabushi Javan này Đấy, hàng thì đảm bảo với các bác là hàng chính hãng 100 trăm chất lượng thì khỏi phải nói rồi rất bền đẹp và sử dụng rất tốt ở phần này thì phần có thể cách chúng ta có thể cách điện Đấy, khi chúng ta hàn chúng ta không sợ đảm bảo với các bác về chất lượng sản phẩm tiếp theo thì một em kìm cắt Asaki Đấy, chất lượng thương hiệu Akashi Asaki Nhật Bản thì các bác biết rồi chất lượng nó rất là tốt. Đấy, mẫu kìm này thì nó có thể cắt tỉa dây điện, này Đấy, các bác cũng biết rồi cắt cái này là cắt tỉa dây điện, này. các bác làm nghề này đấu tủ điện thì các bác cần với cần rất cần dùng đến nó nhé. Đấy, cái con này rất là đa năng đa công dụng luôn. Đấy, thương hiệu của Asaki cắt rất sắc nhé, cắt có thể cắt móng tay này, này các bác nhìn này, cắt yêu các tay tem nhé, Đấy các bác nhìn chưa? Và cắt bóng tay đúng như cắt bóng tay luôn Nó sắc lên cỡ như thế Đấy, có nhìn chưa Đấy Bấm một tí nó cũng đi Đấy Thì sản phẩm này thì bên em đang bán với giá là 100.000 đồng một cái này nhé 100.000 đồng một cái kìm này Asaki này Đấy, các bác đặt hàng thì liên hệ với em dân có số hotline của em là 0982 834004 nhé Đấy, mỗi kìm này thì nó có lò xo đẩy ở giữa này Đấy, uh, Asaki Răng của nó kìm này là kìm cắt răng của nó rất sắc cao nhé rất là sắc bén độ sắc bén của nó rất là tuyệt vời Đấy, Đấy con kìm này thì em đang bán với giá là 100.000 đồng có nhé Đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác là đây. Bộ đầu khẩu đây Bộ đầu khẩu 12 chức năng Cái bộ này là bộ từ uh, uh, 4 đến 13 bộ từ 4 đến 13 nhé bộ từ 4 đến 13 này bộ này thì em đang bán với giá là đây có một cái tay nhanh một cái uh, đầu nối và uh, 10 uh, 10 cái đầu 2 4 6 8 10 đầu chụp đấy từ 18 à từ 4 đến 13 nhé có nhé từ 4 đến 13 đấy thì bộ này bên em đang bán với giá là 220.000 đồng 220.000 đồng đấy, các bác đặt hàng thì liên hệ với em dân có số hotline của em là 0982 834004 nhé coi nhé em dân đến từ tiêu động mình đủ Hà nam đấy bộ 4 đến 12 13 đấy. còn đây là bộ còn đây là bộ 8 8 đến 24 8 đến 24 8 đến 24 bộ này thì cũng có một cái tay nhanh và cái tay nhanh đấy tay nhanh và một cái cũng có một đầu nối đấy. và cũng 10 đầu chụp Đấy, thì vào cái bộ to này thì em đang bán với giá là 350 000 đồng thôi nhé 350 000 đồng một bộ đầu chụp này. Tay nhanh này. Rất là chắc tay. Đấy thì cái bộ này thì 350 000 đồng Có tổng cộng của nó là 2 4 6 8 10, một đầu khớp nối à, một khớp nối và một uh, tay nhanh các bác nhé. Rất là xịn sò luôn. Đấy, tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác là mẫu kìm đa năng này kìm đa năng này có các đầu tốt dây này Đấy, có đây em xin lột ra cho bác xem luôn thì cái mẫu kìm này thì em đang có hai loại nhé đầu bằng và đầu dẹp nhé em có cả hai loại nhưng mà cái đầu đầu, đầu mũi nhọn này thì em đang tạm hết à, chắc mai kia thì là về nhưng mà các bác đặt hàng vẫn có các hàng cho bác nhé Đấy, thì hàng về kịp rồi chắc là mai về kịp thì chắc các bác xem video này xong là, là tối nay xem là, là cũng kịp thoải mái sáng mai về là là đóng hàng được các bác luôn. Thì em có mũi đục như kiểu đầu bằng và đầu đầu nhọn luôn. Đấy thì các bác thích hay thích đầu bằng hơn. Thực ra cái đầu nhọn này thì nó cũng tiện nhưng mà nhiều bác không thích nhưng thôi không sao cả. Đấy thì cái bộ à, cái kìm này thì em đang bán với giá là 250 000 đồng một cái. Đây kích thước của nó đây, thông số của nó đây. Có cả mã QR cho chúng ta có thể quét thoải mái luôn. Đấy thì cái kìm này của Nhật. Đấy, kìm này là kìm kìm đa năng của Nhật. Đấy, rất là xịn xò luôn rất là xịn xò và mẫu kìm này thì các bác lưu ý giúp giúp em là các bác đặt hàng kìm này thì các bác phải nói rõ đầu nhé không đến lúc mà em lại gửi đầu dẹp thì lại bổ là, hoặc là đầu bằng thì bảo là tôi lại lấy đầu kia cơ mà thì nó tránh sự nhầm lẫn thì các bác lưu ý giúp em ấy ạ đấy các bác đặt hàng thì liên hệ với em dân nhé đấy các bác đặt hàng thì lên luôn em kìm đa năng em này em kìm đa năng các bác nhé kìm đa năng đấy, tiếp theo thì một em một, một mẫu nữa là mẫu kìm chết các bác nhé. mẫu kìm chết asaki Đấy, rất là xịn xò luôn Đấy kim chất này là của thương hiệu của Mid in Java GAV chúng ta Đấy, cậy ra Rất là chắc chắn coi nhé Asaki rất là chắc chắn Đấy, kìm này thì cũng lại có hai mẫu Đấy, Nhưng mà cái mẫu kia cũng lại thế Tại vì các bác cứ chuộng cái mẫu mũi, mũi bằng nên là đâm ra nó nhanh hết Thế nhưng mà không sao cả Đấy, em vẫn phục vụ các bác tận tình luôn Đấy là các bác đặt hàng thì em vẫn uh, có sáng mai các hàng này cũng về Đấy Thì hôm nay là ngày bao nhiêu để các bác đã nhầm lẫn thì là nay là Nay là ngày 27 Nay là ngày 27 thì mươi uh, 27 tháng 2 Đấy thì là sáng ngày 28 nữa, hàng nữa có về Đấy nên là rất hàng rất sẵn sàng để phục vụ các bác quý bác quý anh chị nhé Thì mẫu kìm chết này thì uh, em đang bán với giá là 2 à 180.000 đồng có nhé Mẫu kiểm chết Asaki này 180.000 đồng có nhé Đấy, rất là xịn sò luôn cho chúng ta Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác là bộ lục giác nhé Bộ lục giác này Đấy, bộ lục giác 7 sắc cầu vồng này Bộ lục giác 7 sắc cầu vồng thương hiệu của Kabushi này Thì em đang bán với giá là 250.000 đồng các bác nhé 250.000 đồng Đấy, có thể quét mã QR các thứ thoải mái này Cho chúng ta này Đấy, hàng bao bao chuẩn chứ, các bác kiểm tra thoải mái nhé. Tiếp theo thì em xin giới thiệu mẫu đèn pin cái à đâu, đèn pin này sau. Đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác là mẫu uh, dìu nhé, Dìu chặt xương chặt cành này. Đấy. Thì cái mẫu dìu này thì bên em đang bán với giá là 270.000 bảy mươi nhé. Quên chưa giới thiệu xong kim khí đã giới thiệu cái Đấy. khác. Đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác là bộ uh, đầu trồng cờ lê này nhé miền Nam gọi là khóa chìa khóa đấy. đấy thì cái bộ này tổng cộng của nó là tôi chỉ có bộ em bóc ra đâu nhỉ đây đấy, bộ chìa khóa nhé Thế thì bộ này thì em đang bán với giá là 450.000 đồng có nhé trong này có đầy đủ luôn đấy, có đầu từ bắt đầu từ 13 8 này mở ra các bác xem luôn em xin mở ra cho bác xem đây con uh... Còn 13 bên ngoài này, Đấy, còn 8 này, 10 này, 12 này, 14 này, 13 này, 17, 19 này, nói chung là từ 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 Đây là một trong một bộ của nó, ngoài này có thì em xin phép đây, em sẽ review cho các bác xem, con này rất là đa năng Chúng ta có thể mở được, uh, mở ngược mở xuôi được này, đây nhé, các bác nhìn nhé Đấy nhé, có nhìn nhé, tay của em đang đưa lên từ từ nhé Đưa lên từ từ, có nghe tiếng chưa Đấy, giờ chúng ta đảo chiều nhé Cũng là ngón tay đấy nhé Đấy Nhưng mà giờ chúng ta không xoay được như thế nữa Đấy, và chúng ta giờ cái này lại ngược chiều này Đấy, đây em đổi ngón tay khác Đấy Đấy Và chúng đây lại quay ngược lại thì chúng ta lại, đây Đấy cái này là chúng ta chỉ cần đảo đảo ngược là chúng ta có thể vặn xuôi vặn ngược nhé vặn xuôi vặn ngược hay không là chúng ta chỉ cần quay đảo bên này thôi đây chúng ta quay như này đấy chúng ta thích mở mở ra thì là chúng ta đặt chiều này còn chúng ta thích xoáy vào thì chúng ta vặn ngược lại là xong đấy, cái bộ này rất đa năng đấy, mà nó cũng có rất nhiều đầu cho chúng ta rất là tiện ích đấy, thì bộ này thì bên em dân đang bán với giá là 450.000 đồng thôi nhé đấy, thương hiệu của nó thương hiệu Kabushi Javan Đấy, thì các bác có thể check mã vạch kiểm tra được hàng trước khi chúng ta sử dụng Đấy, hàng của em thì bao chuẩn bao chính hãng nhé nên là chúng ta sử dụng rất là thoải mái luôn ừ. hàng thì bao chất lượng luôn xoáy các bác xoáy thoải mái luôn cái uh, sản phẩm này thì bên em đang bán với giá là 450.000 đồng các nhé 450.000 đồng Đấy, em mới về được ít thức mét này Đấy, thức mét này thước mét xanh này. Này. Thước mét này thì bên em đang bán với giá là tùy nó theo có mấy loại cơ Ừ. Đây Tiếp theo đây Tiếp theo thì em xin giới thiệu với bác là mẫu ổ điện đúc nhé Mẫu ổ điện đúc này thì em cũng có rất nhiều loại này Đấy Mẫu ổ điện đúc này thì em có loại 5m, loại 10 mét, loại 15m, loại 20m và loại 30 mét coi nhé Thì tất cả các ổ điện đều nó là đều là ổ điện đúc sẵn như này Đúc sẵn liền khối như này có nhé toàn toàn bộ là ổ điện đúc sẵn liền khối. Đấy 100% là liền khối như này. Ừ. Tất cả đều là đều, đều là ổ đúc liền khối. Đấy chống va đập, ổ đúc chống va đập và nó có giá là là à, cái ổ 5 m thì là 230 000 Đấy 10 m thì là 330 000 15 m thì là 420 000 15 m thì là 510 000 Đấy và 30 m thì là 650.000đ thôi. Đấy, tất cả ổ điện đều là 100 là ổ điện đúc tất tất cả là ổ đúc tất nhé các bác nhé Đấy, tất cả ổ đúc liền khối tất dây là một lèo không xước không đứt nối các bác nhé dây điện không xước không đứt nối và một một khối liên kết luôn đấy thì cái ổ này thì bên em đang bán với giá là một bộ dây này thì là dây um, 5 m thì là đấy như các em đã nói 5 m thì là 230. Đấy 10 m thì là 330. Đấy 15 m thì là 420. 15 m 15 m thì là 10 m thì là 420 15 m. Mét... Đâu? 5 m thì là 230, 10 m thì là 330, 12 15 m thì 420, 15 m. À, 20 m thì là 500 501 và 30 m thì là 650.000 các bác nhé. Đấy tất cả các loại nhé. Dây em hai màu, loại màu màu trắng và màu đen. Đấy, các bác thoa hồ lựa chọn luôn. Đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác là bộ uh, đầu cờ lê này, cờ lê đa năng này. Đầu cờ lê này, uh, thương hiệu của GNT này. Đấy, từ 8 đến 32. Đấy, thì uh, cả một bộ này thì bên em đang bán với giá là... Đấy, bên bán với giá là 8... À, 900 000 đồng các nhé. Một bộ này 900 000 đồng. Đấy, chất liệu của nó thì đây. Chất liệu của nó thì khỏi phải chê rồi. Đấy, hàng thì rất là tuyệt vời luôn hàng thì rất là tuyệt vời chất liệu thì khỏi phải chê luôn đấy đây em xin giả một cái cho các bác xem này. Đấy, chất liệu bằng thép này à, thương hiệu của Mỹ in USA này à, GT này cái hàng này hàng Mỹ 100 trăm nhưng mà nhé bao kiểm tra luôn bao hàng chính hãng luôn đấy thì bộ mỏ lết à cờ lê này thì hoặc là miền Nam gọi là chiều khóa đấy đấy thì bộ này thì em đang bán với giá 900 nghìn và một bộ 24 món đây đấy thì là 800 rưỡi 800 đi giảm giá đi đấy rất là xịn sò luôn ừ. Đấy, còn đây là ổ đúc này ổ đúc này ổ điện đúc này kéo cắt cành các thứ này tất cả vẫn đầy đủ để phục vụ quý cô bác anh chị nhé ổ điện đúc này ổ điện đúc thì em đang có hai loại nhé loại này thì đúc tròn này thì em đang bán với giá 25.000 năm Đấy, còn loại chân vàng này thì bán giá với giá là 20.000 nghìn nhé loại chân vàng thì em đang bán với giá 20.000 nghìn chân này có thể tự xoay được có thể điều chỉnh được là chúng ta đang ở cái góc cạnh nào thì cũng ta có thể xoay được góc cạnh đấy nhé các nhé trước khi cắm chúng ta cũng điều chỉnh. Đấy rất là nhiều uh, mặt hàng sản phẩm. Đấy để giới thiệu với các bác quý anh chị. Đấy, đồng hồ uh, đồng hồ đo dòng này. Đấy, mỏ lết này. Đồ kim khí này rất nhiều sản phẩm. Đấy, hàng rất là xịn sò các nhé Vâng và cảm ơn các bác đã xem video của em. Đấy các bác đặt hàng thì liên hệ với em dân có số hotline của em là 0982 834004 và 0915 402977 nhé các bác Đấy, rất nhiều video hướng dẫn À, với rất nhiều vừa sản phẩm à, vừa Hữu ích và chất lượng Để dành tặng tới quý của bác anh chị nhé Đấy, Cảm ơn các bác đã xem video của em Em xin phép được dừng video ở đây, đây Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau Xin hẹn gặp lại các bác